Câu 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 B đó, chứng minh BF nhân BA bằng BD nhân BC. Khi gặp cái tích này với cái tích này thì các bạn nghĩ ngay đó là hai tam giác đồng dạng. Và các bạn chọn hai tam giác như thế nào? Thì các bạn chọn những cái tam giác nào mà có đặc điểm vuông nè, hoặc là những cái đặc điểm nào mà các bạn nhìn vào các bạn thấy liền. Vậy là A, B, F, D. Các bạn thấy B, F, D mà không chọn nó, mình phải chọn B, F, C. B, F, C. Và B, B, A, D. B, A, D. Vuông, vuông, góc trùng. Được chưa? Vuông, vuông, góc trùng. Nhưng ở đây là chấm hỏi. Chấm hỏi nè, chưa chứng minh thì các bạn phải chứng minh cái góc này vuông trước. Vậy ta xét nè. Chưa? Ở đây mình ghi ra B, B, F, BFC và BAD đó ta. Rồi, xét tam giác chứng minh cái góc này vuông trước nha mọi người. Tam giác ABC ta đã có. Thứ nhất, AD là đường đường cao giả thuyết. Tiếp tục, BE là đường đường cao giả thuyết mà AD và B F cắt nhau tại đâu ạ? Cắt nhau tại tại H. Suy ra CH là đường đường xin lỗi, suy ra H là trung trực trước nha. Suy ra H là trung trực xin lỗi, trực tâm xin lỗi mọi người nha. Trực tâm nha mọi người, trực tâm của tam giác A B C. Trực tâm thì suy ra đường đó là đường đường cao, suy ra CF là đường cao. Ok chưa ạ? Vậy từ đó các bạn xét hai tam giác đồng dạng đó là B F C và tam giác B A D. Các bạn nhìn thấy hai tam giác đó chưa ạ? Nhìn thấy hai tam giác đó chưa ạ? B F C và B D A thì góc B là góc góc chung. Góc này bằng góc này bằng 90 10 độ. Vậy ta có đó là gì ạ? A B D bằng C B F, góc này góc góc chung. Đó, nhiều cô người ta ghi góc B là góc chung thôi, tùy vào giáo viên nha mọi người, các bạn hãy tập trung theo cái giáo viên của mình. Được chưa? Tiếp tục, B F C bằng B A B D A. B F C bằng B D A bằng 90 độ. Từ đây suy ra hai tam giác đồng dạng đó là B F thiếu gì à? Tam giác B F C đồng dạng, B D thiếu gì à? A. Tam giác B D A trùng hợp góc góc. Sau đó các bạn đánh số 1 2 3 1 2 3. 1 2 trên 1 2 thì suy ra BF phần BD. 1 3 bằng BC phần BA. Tiếp tục 2 3 bằng FC phần DA. Đây được gọi là tỷ số đồng dạng. Sau đó các bạn nhìn vào giúp đỡ đi ạ. Chọn những cái tỷ số nào mà phù hợp với cái đề bài, đó là BF nè, BD nè, BC nè. Ở đây chỗ này bị sai nè, đây là BA nha mọi người, đây là BA, cẩn thận nha mọi người. Chỗ nào sai các bạn cố gắng comment giúp đỡ nha mọi người, không phải BC, đúng rồi BA là xin lỗi nha mọi người. Trong quá trình giảng mà có chỗ nào bị sai, chỗ nào bị thiếu các bạn cố gắng comment giúp đỡ liền nha mọi người. Rồi vậy từ đây mình ghi ra BF phần BD bằng BC phần BA. Sau đó các bạn nhân chéo thì sẽ ra đúng cái đề bài, đều phải chứng minh. Ok mọi người ơi, mọi người rảnh tay hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè và đây giúp lại, giúp cho lại được 100.000 follow sớm nhất nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều mọi người ơi.